là thành công của chúng tôi. Xin chào anh chị em. Theo anh chị em, thiết bị nào là thiết bị quan trọng nhất cho một tiệm rửa xe, một trung tâm trong sóc xe hơi? Theo mình, máy rửa xe là thiết bị quan trọng bậc nhất và với cường độ hoạt động nhiều nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất hoạt động của xưởng. Thì như trước mặt anh chị em ở đây, mình có rất nhiều model, có 40 model chính mà bên công ty Uli Việt đang phân phối ra thị trường rất nhiều năm vừa qua có những sản phẩm trung bình đến những sản phẩm cao cấp có tính ổn định cao thì uh, uh, trong một tiệm rửa xe thì uh, thường sẽ sử dụng thiết bị 3 pha bên cạnh đó có những địa điểm uh, sử dụng điện một pha chính vì vậy ở đây là mình có bốn model hai dòng máy 3 pha Trung Quốc và Ý đấy thì mình sẽ giới thiệu với anh chị em chi tiết từng máy một để anh chị em có cái một góc nhìn chân thật nhất để mà khi lựa chọn một sản phẩm uh, quan trọng và với cường độ hoạt động rất là nhiều thì lên sử dụng những cái dòng nào phù hợp với tài chính phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất xin mời anh chị em vào từng model với mình một Trước mặt anh chị em đây là hai model máy rửa xe 3 pha mà bên công ty Uli Việt phân phối ra thị trường đến các trung tâm, các tiệm rửa xe rất là nhiều trong các năm qua. Thì đây, đây là một sản phẩm chiến lược của công ty Uli Việt. Thì cái sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp từ Italia của nhà máy Mazuli. Thì model KC4005 thì là một mô đen cực kỳ phổ biến cho các tiệm rửa xe một các trung tâm trong xe hơi mà công ty Uli Việt set up. thì sản phẩm này có tính ổn định cực kỳ cao đấy với công suất motor là 5,5 kg áp lực tối đa là 3.000 PSI à, và những cái vật liệu những cái chất liệu để tạo lên một sản phẩm như này cực kỳ là chất lượng à, anh em kỹ thuật bên công ty thì cực kỳ nhàn về vấn đề bảo hành, bảo trì Khi mà cung cấp sản phẩm tới khách hàng Đấy thì Anh chị em lên sử dụng một sản phẩm này Cho một tiệm rửa xe Để tiệm của mình có tính ổn định Và máy móc được hoạt động Tối đa công suất Thì lên sử dụng những cái mô đen chiến lược Như KC4005 Có tính ổn định và tiết kiệm điện Tiết kiệm tài chính Rồi là vận hành bền bỉ, êm ái Thì lên sử dụng những cái mô đen như thế này đó Tiếp theo cái sản phẩm ở bên cạnh này với cái uh... điện áp là 380V đấy cũng motor 5,5kg thì đây là sản phẩm model thương hiệu Uli Việt bên công ty nhập khẩu trực tiếp đấy, nhập khẩu trực tiếp từ bên Trung Quốc về thì uh, với những tiệm với những cái trung tâm với tài chính có thể là eo hẹp hơn một chút thì có thể sử dụng những cái model như thế này đấy để làm sao để uh, tiết kiệm cái chi phí ban đầu đấy, nhưng mà để mà ổn định với tính lâu dài thì khuyên anh chị em nên sử dụng cái model à, có tính ổn định cao hơn. Đấy, KC4005. Đấy thì à, sản phẩm à, Uli Việt à, UV3200 thì à, sản phẩm này có công suất tối đa là cái cái áp lực tối đa là 3200 bc Đấy, cũng phụ kiện đầy đủ từ hệ thống dây súng, nước cấp, đấy, hệ thống lọc đầy đủ hết. Đấy thì anh chị em chỉ việc cắm điện, cắm nước là dùng. nó Thì à, anh chị em có thể à, Mó qua một chút cho mình là về cái cấu tạo này, đấy, về cái độ hoàn thiện đấy của hai model này để anh chị em có thể là dẫn tới cái quyết định lựa chọn những cái model nào phù hợp với xưởng của mình nhất, đấy phù hợp với tài chính của mình nhất. Tiếp theo xin giới thiệu với anh chị em hai model máy rửa xe sử dụng điện một pha, điện dân dụng 220V dành cho những tiệm rửa xe, những trung tâm trong các ra hơi ở những khu vực không thể kéo được điện ba pha đấy thì uh, sẽ có hai dòng máy cho anh chị em lựa chọn đầu tiên là dòng máy KC 3005 với thương hiệu Mazuli được nhập khẩu trực tiếp từ ý về thì đây là một sản phẩm khá là ổn định khá là ổn định và cực kỳ bền bỉ nó thì với công suất motor là 2,2 kg 2,2 kg áp lực đầu ra tối đa là 2.200 mc cực kỳ tiết kiệm điện và ổn định à, uh, máy thì đầy đủ hệ thống phụ kiện là uh, dây súng uh, hệ thống nước uh, cấp lọc đầy đủ anh chị em chỉ việc đưa vào sử dụng và vận hành thôi đấy thì uh, bên cạnh đây là một mô đen máy rửa xe uh, với mô đen là Uli Việt UV 2200 thì uh, mô đen này với công suất motor là 3 kg áp lực đầu ra tối đa là 2.200 BC. cũng có đầy đủ hệ thống dây súng và hệ thống dây nước cấp hệ thống lọc Đấy, chỉ việc đưa vào vận hành và sử dụng và điện uh, dân dụng điện uh, 220V thì cực kỳ phổ biến đấy thì đây là một trong hai model anh chị em có thể lựa chọn để phục vụ cho tiệm rửa xe của mình khi mà uh, điện ba pha uh, sẽ khó cực kỳ khó kéo thì anh chị em có thể uh, chuyển sang những cái đen như này vẫn có thể phục vụ cái công việc rửa xe của anh chị em mặc dù cái áp lực của máy cái công suất của máy thì sẽ không thể bằng máy rửa xe 3 pha được. đấy nhưng đây sẽ là một cái giải pháp cho anh chị em làm tiệm rửa xe và trung tâm nó xe hơi khi mà không có điện 3 pha. đó thì hai model này hai model bên công ty Uli Việt phân phối ra thị trường cũng khá là nhiều, đó và có tính ổn định cao. thì anh chị em hãy đưa ra cái lựa chọn của mình đấy để sử dụng cái dòng máy nào phù hợp với anh chị em nhất. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Anh chị em nào cần thông tin chi tiết về model nào thì hãy comment hoặc liên hệ tới công ty để được anh em công ty tư vấn kỹ càng hơn về sản phẩm. Cảm ơn anh chị em.